Hello, xin chào bà con chú anh chị em đến với kênh của mẹ hạt tiêu nha. Sau khi mà gói hàng xong thì hôm nay chị Vi sắp xếp lại đội hình để chuẩn bị tối nay nữa. Hôm nay là sắp xếp mấy cái túi cho bọn đó cả nhà. Bên đây thì cũng đang quay YouTube này cả nhà. Bên đây. Đây là quay tổng của tôi rồi nha. Sao lúc tôi không quay sao bà không quay đi? Tôi không có quay bà nha. Tôi quay bên đây thôi. Tôi thấy bà quay, tôi thấy hay quá. Tôi quay tiếp. Giờ là hai kênh YouTube này đấu nhau, cãi nhau đi. Đây là hàng hôm nay nè, ông bà con chú. Đây là hàng hôm nay của mấy chị em nhưng mà còn chưa có đủ hàng á cả nhà, xíu nữa hàng về tiếp sẽ gói tiếp nha. Ngày nào cũng ở nhà gói hàng nên là không biết quay cái gì, quay vòng vòng nhà ai làm gì thì quay nha. Đây anh Hải thì cứ quay vòng vòng nè. Gì ông Khánh, có là ông Khánh ông có yêu bố không hả? Ông có yêu bố không? Ông đây yêu bố không hả? Đây là gia đình nhỏ này cả nhà đó. Sao mà cả nhà đến cái gần bếp đi nha. Hello cả nhà, đi ngồi trên chào đi. Chào bà con chú. Chị Hai thì đang làm kế toán đấy, đúng chức vụ kế toán luôn nha cả nhà. Tổng sổ và trừ nợ hả chị Hai? Đúng kê thì đang rửa chén này. Không, ăn cái gì? Cái đĩa. Lấy là bà áo cô nãy là chị Út Tống kê. Gọi cái quen luôn á. Thì ông Tống không kêu quen. Út Tống kê đang hồi nãy là đang có hàng. Đây. Chị thích nhất là ra đây nồi nè, biết không? Không, em thích ở chén khác hơn, cái này nó bị hơi bị vướng này. Đây. Qua này cả nhà, ngày nào cũng ngắm, nói chung là một ngày là cứ xoay vòng vòng như vậy không á. Chỉ có vòng vòng đi ra đi vô thôi đó. Chứ không có biết quay gì cho cả nhà xem tại vì nhà đóng hàng á. Nên là biết bà cô chú yêu thương mấy chị em thì thông cảm nha cả nhà ơi. Khi nào mấy chị em thật là rảnh thì sẽ đi quay cái cảnh khác cho cả nhà mình. Nhưng mà em thấy lạ nha, buổi trưa nắng nóng mà chị đi ra chị rửa mặt. Đúng rồi, cho nó mát. Đó. Sao chị không lấy cái đó rửa luôn hả? Mày xịt ra hả? Chị sợ đụng mụn nó đỏ thêm á. À vậy hả? Ừ. Đó, có nhiều cô chú hỏi mặt Út sao bị mụn vậy, Út cô không biết là lý giải vì sao luôn á cả nhà ơi. Mặt chú luôn cha bị dị ứng hay cái gì á, thức khuya nè, ăn đồ nóng, ăn đồ nóng nè, rồi nói chung là nhiều lắm. Út cũng suy nghĩ nhiều nữa cả nhà ơi, không biết nên suy nghĩ nhiều, suy nghĩ chừng bị lấy chồng chắc chừng bị lấy chồng rồi để suy nghĩ. Không biết làm nên làm mấy mâm này, làm bao nhiêu mâm, làm ở đâu mời những ai hả? Ừ, đúng rồi. Nó giỡn đó nha cả nhà ơi. Út cũng đang gầu lắm. Em thấy cả nhà nói chị Út xông mấy cái lá tía tô nó này kia. Nhưng mà cũng không có thời gian để xăng luôn. Có thời gian rồi mà. Là may lắm nữa cả nhà. Thì luôn. Sáng ngủ dậy là bắt đầu ngồi vô làm. Đúng rồi, ngồi vô làm từ lúc mà 8-9 giờ sáng cho tới khuya luôn á cả nhà. Rửa đi. 2 giờ trưa nha, không bà con chú. Anh ba chặt cố thường bị rắc con cá. Trời ơi, bây giờ anh ba chạy cú lên đi câu cá kìa nha. Thấy lạ chưa? Tàu nó đi qua cả. Tàu đi hả đâu? Ừ, tàu đi. À, trời ơi, cái con tàu nó to. Bây giờ anh ba chạy cú đi câu cá lần này nè. Cả nhà thấy độc lạ chưa? Ủa, quăng xuống đâu Huyên? Nó có xuống không? À, nó biết cả nhà thấy không nhỉ? Không thấy thì đã chịu ngoại, chỉ còn không thấy nữa. Trời ơi, nắng nóng như này mà uống đi ra câu cá cả nhà. Mà cái cần câu này mua nhiêu Huy? Bán đi 400. Tới đi. Nhỏ hơn 400 hay là ít hơn, nhiều hơn? Tới nó đi chứ, ít quá. 500. Tới nó đi. 600. Không tới xuống. 550.
Trời ơi, uống muối cần câu 550, không biết uống câu được con cá nào không trời ơi. Ngày hôm qua chạy con cá lóc bự của cậu này nào. Ngày hôm qua câu cho nên chạy cá lóc này. Nguyên câu ở đâu? Công viên. Công viên? Ừ. Rồi con cá lóc ở đâu? Sao không thấy đem về? Chạy. À. Tồn đó. Hôm qua là uống đi cả buổi đi câu cá, là cả nhà đam mê câu cá. Ngày xưa chị cũng thích câu cá lắm á. Ừ, em chỉ thích câu ở cái lúc mà nó ăn á, ở cái tàu kia Huy. Tàu đi qua có vướng không? Vướng chứ, nhưng mà để đi qua đã. Đây, tàu này rất là to luôn. Không biết chữ gì nhờ, cái này gọi là xà lan à? Cái nào? Cái này xà lan hay là tàu đây? Này là tàu. Tàu hả? Xà lan là khác. Không biết người ta chữ gì nhờ. Nó to chà bá luôn cả nhà, trời ơi. Cái đó là gì ta? Nó chữ cái gì á? Thôi Huy câu đi. Đục là Kiên Giang này cả nhà. 2 giờ chiều ra đây câu cá nóng muốn chết. Câu mà muốn bay luôn Huy luôn á. Gió. Xíu nữa cá ăn kêu này Huy à. Em quăng mà em không thấy cái câu. Cái cây của em nó nằm ở đâu mà. Đây. Cái câu này nó to. Đó. Trời ơi. Nó bay. Kìa nó kìa kìa đi. Thấy thấy thấy. Thấy rồi đây nè. À. Cái lưng đi đâu? Cả nhà không biết có thấy không ta? À đây đây nè, đây cả nhà đó. Là thịt lục lạc Kiên Giang. Ông ngoài nó tại vì ở đây sóng tàu nó đi đó. Ừ. Có quăng được cá lóc lắm. Nhưng mà ở đây nhiều cá lắm Huy. Đúng rồi. Ông bắt đầu ông quăng không biết có được con nào không. Chứ nếu mà được tiêu quay tiếp cho cả nhà xem nha. Bên đây có mấy đứa bé đang tập này. Vì tuổi thơ Huy thấy không? À, em đi tắm xong rồi đó. Huy nhảy xuống tắm đi, tắm chung với mấy bạn đi. Em đâu có bị khùng. Thôi. Giờ nắng quá. Không có tay. Thôi Huy ơi, bây giờ chị biết có cá ở đâu, có cá lóc luôn. Ở đâu? Đi, đường này nè. Em là hạ chị. Con cá đó. Tiệt, đi coi cá lóc Huy. Cái con cá đó còn mắc tiền hơn cá ở chợ vậy. Đây là cái sào quay quần áo của anh Hải sáng chế ra nè. Ủa, chắc mọi người không chơi á. Chị không quay, chị quay bên đây, đây. Nè Huy ấy cần câu, vô đây quay nè, em vô đây câu nè. Trời ơi, con cá lóc nè. Huy sao không mua thêm con nữa cho nó có bản Huy. Nhìn nó buồn quá à. Tiền đây. Một con bao nhiêu vậy? Nó nhỏ nha. Ờ, nó nhỏ đi. Một con này 300 đó. Nó nhỏ không ai nghe đâu. 300 đó. Trời. Con cá nhỏ xíu như này 300 trời ơi. Cá lóc cặn mà được, cá lóc qua đồng đâu. Đây. Thôi ra ngoài đồng bắt rồi nuôi cho nó dễ Huy ạ. Bà có biết cá nào là cá lóc cặn với biết cá này là cá lóc đồng không bà nội? Thấy nó giống nhau không á. Con nào nó cũng màu nâu. Vô mở cá lóc cặn đi nhìn hơi đẹp đó. Con này chị có thấy nó đẹp đâu? Đây em vô đi cho. Đây con này nó có đẹp đâu. Nè, đây em vô đi. Em mở con cá lóc cặn cho chị coi. Để sao? Khi nào khoảng 11 tháng 14 hay 11 tháng gì đó là nó sẽ lên màu. À vậy hả? À vậy là bây giờ nó còn nhỏ nó chưa lên màu đúng không? À. Đâu. Coi anh Huy anh mở cá lóc cặn coi. Cá lóc cặn của em mà có chắc con này cá lóc cặn không? Đúng rồi, cá lóc của cặn của em là sau này nó lớn lên nó ra màu này nè. Đâu? Ngu đẹp dữ hả? Ừ. Sau này lớn lên nó ra con này nè. Top 5 loài cá lóc cặn đắt tiền được người chơi quan tâm nhất trời á. Quan tâm dữ chưa? Ngày nào cũng cho ăn nè. Ừ, tối nào xíu mà 300 luôn đó trời. Ừ. Mình mà mua cá lóc ăn là chắc em được mà mấy con luôn á. Nhưng mà con lớn này nè, chị bị bán bao nhiêu tiền không? Cả hơn mấy chục triệu một con đó. Vậy hả? Ừ. Mấy trăm cho nó lớn nhanh đi. Để để bán. Lâu lắm. Phải lâu lắm á. Là mấy tháng nó mới lớn? Khoảng, nhưng mà trưởng thành là được 60 mét á. 60 mét luôn hả? Ừ. Bằng Huy luôn đó hả? Hả? Ừ, gần bằng em luôn á. Ừ, nó to. Rồi lúc đấy rồi bưng đi bán được chừng gì trời. To quá. Thì đăng lên ai mua thì bán thôi. Ừ. Con lóc cá lóc cặn của em là có những cái màu đen đen là có hình số 9. Vậy à? 9 số 9. Ừ. Bây giờ nó có thấy rõ không? Có chứ, bởi này. Bây giờ mới biết nó cả nhà. Tại này chị. Khi nào nó bơi ngang thì mình thấy này.
đâu? Chị nhìn cho chị nha, ngay lưng nó kìa. Cả nhà coi luôn. Con phải quay ngay lưng á. Thì nó nhìn cái gì? Ngay lưng á là nó có số 9. Nó phải lên đặt về với tay đỏ. Không thấy ta, thấy cái gì thấy? Thì đâu nguyên, sao không thấy? Thiệt, em nói thiệt mà. Đúng là người ăn nhiều về cá nhỉ. Còn mấy con này mua nhiêu Huy? 40.000 một cặp. Một cặp 40.000? Ừ. Trời ơi, đâu đâu, 1 8 đi, nó làm sao? Thì làm sao thế? Trời ơi, đúng là. Nghĩa là chị không mua đâu. Nhớ là chị, nhưng mà chị không biết chăm cá, nuôi cá là đừng nên mua. Mua nó chết từ chơi cá để mua rồi. Đó, nuôi cá hôm nay là thôi, lấy cái này vứt ra. Thả phóng sinh đi. Không, cứ phóng bà chúng tao chưa. Thôi đi ra cho cá tôi nó im đỉnh bà ơi.